hoặc không khổ không vui do nhãn xúc làm duyên sanh ra là thường hay vô thường là vui hay khổ là ngã hay vô ngã là tịnh hay bất tịnh là không hay có là hữu tướng hay vô tướng là hữu nguyện hay vô nguyện là tịch tịnh hay không tịch tịnh là viễn ly hay không viễn ly là hữu vi hay vô vi là hữu lậu hay vô lậu là sanh hay diệt là thiện hay bất thiện là có tội hay không tội là có phiền não hay không phiền não là thế gian hay xuất thế gian là tạp nhiễm hay thanh tịnh là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn vân vân các thọ hoặc vui hoặc khổ hoặc không khổ không vui do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm chuyên sanh ra cũng lại như thế vì sao này thiện hiện vì các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa hai tên gọi bát nhã ba la mật đa và đại bồ tát đều không thấy trong cảnh giới hữu vi cũng không thấy trong cảnh giới vô vi vì sao này thiện hiện vì các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa đối với các pháp không phân biệt có sai khác này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa, trụ vào vô phân biệt đối với các pháp để tu bốn niệm trụ cho đến tu tám chi thánh đạo. Mặc dù hành bát nhã ba la mật đa nhưng không thấy bát nhã ba la mật đa, không thấy tên của bát nhã ba la mật đa, cũng không thấy Đại Bồ Tát, không thấy tên của Đại Bồ Tát, cũng không thấy chư Phật, cũng không thấy danh hiệu của chư Phật, chỉ tránh tư duy, cầu trí nhất thiết trí này thiện hiện đại bồ tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa trụ vào vô phân biệt đối với tất cả pháp để tu bố thí ba la mật đa cho đến tu bát nhã ba la mật đa tu mười lực phật cho đến tu mười tám pháp phật bất cộng mặc dù hành bát nhã ba la mật đa nhưng không thấy bát nhã ba la mật đa không thấy tên của bát nhã ba la mật đa không thấy đại bồ tát không thấy chư phật cũng không thấy danh hiệu của chư phật chỉ tránh tư duy Bầu trí nhất thiết trí. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa thông đạt được thật tướng của các Pháp, nghĩa là thông đạt các Pháp không nhiễm không tịnh. Hết quyển thứ 482